to Chloe's Entertainment Channel. Yeah, hôm đến hẹn lại lên, hôm nay lại là thứ tư rồi. Hôm nay Chloe có món đồ chơi gì mới vậy? Cái này quà Chloe mở ra quà cái này. Okay. Cái này cái Paw Patrol. À, Paw Patrol sẽ chiếc xe bự. Wow. Ok, đâu để cho mấy bạn coi cái Paw Patrol nha. Cái này robot đó. Wow, đẹp robot quá. Robot đó. Paw Patrol. Hey, this is nó là Paw Patrol. Paw Patrol. Wow. And this robot đó. Robot đó. Của hãng nào đây? Rồi, bây giờ Chloe lấy ra cho mấy bạn cùng xem đi con. Ok. Ew, this one is so big. Yeah. Yes, mommy help me. Yeah, you can do it. Con làm được mà, đúng không? Hay quá. Wow. Yeah. Rồi, để cái box, đưa đây cái box cho mẹ đi. That's so heavy. It's okay. Mommy will help you, okay? Okay, this is the box so heavy. Okay. That's all it's Sky. Mm-hmm. Mommy, Sky. Oh, con quên cái con Sky nằm trong đây hả? This one, this. Ah. Where? I don't know. Con chỉ có một con thôi mà, đâu đưa cho mấy bạn coi con gì đâu. À, con có con này nè, đúng rồi, con lấy nó ra chứ. Rồi lấy chiếc xe ra luôn. Beep, beep, beep. Rồi lấy chiếc xe ra đi con. Lấy chiếc xe bự ra luôn. Wow, chiếc xe Paw Patrol này đẹp quá, chắc chắn quá. Nhựa rất là đẹp luôn. Rồi đưa cái box đây cho mẹ đi. Rồi lấy cái box nha. Cái pin đâu rồi? Nó vậy á, không có pin. Cái đồ chơi này không có pin nha. Cái muốn à. Không có, sao muốn được rồi. Thôi bây giờ con mở cái xe đó ra cho mấy bạn cùng coi đi chơi sao đâu, con chỉ mấy bạn chơi coi. Bịp 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 sắp tới rồi. Ouch. Be careful. Mommy, it's okay. Nó vào. Để xem nó sẽ chưa nở vào mà. À chưa nở hả? Cái này là Paw Patrol. Ở đây có cái gì đây? Đâu bây giờ con đang chạy. Wow. À cái con đó là cái con này phải để đây hả? Để vô lại. Đầu bấm nút đúng không? Đầu bấm nút. Bắt đầu. Wow. Anh chưa chắc không có máy vô ở đây. À đâu con làm lại đi thôi. Dẫn nó ra. Rồi, làm lại. Okay, let me try again. Okay. Yeah. Go. Wow. Yeah. Nó chạy đua xong rồi, nó chạy xuống rồi. Bây giờ làm cái gì đó? Sorry. It's okay. Mẹ nó đậu cho đâu nữa? Không, không có thấy được kìa. Không thấy gì? Cái này. Con cứ bỏ nó lên đó thôi. Con cho nó vô đi. Vô và đổ xăng đi. Giờ vô beep, đổ xăng beep, 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 beep. Wow. Look.
Đổ xăng vô, đúng rồi, nạp năng lượng vô. Hơi chạy mình lên. Ừ, ghế chạy mình lên. Rồi xong rồi sao nữa, đổ xong chưa? Đổ xíu. Ờ, ok. Rồi. Rồi đánh gì nữa? Ấn nút cho nó xuống ha. À, ấn nút đó là kéo nó xuống. Wow. Đông chưa? Rồi cho mấy chiếc xe khác vô đua. Bây giờ cho mấy chiếc xe khác vô đua. Mấy chiếc xe này. I want yellow. Okay. I pick it up 1 2 3 4. Ok, đâu đưa cho mấy bạn coi 10 chiếc xe đẹp của con coi. Đâu. Wow. Ok rồi, con bỏ xe lên con đua trên đó luôn thử coi được không. Ừ, nó không có nặng, nó không có đủ nặng để mà nó làm cho cái cây này nó sấy xuống. About this one. Okay. This one is big one I can. Okay. Okay. Bye bye teddy bear. Okay, nó dựng lên ha. Nếu mà chiếc xe này nó nặng thì nó mới chạy xuống được. Wow, không đủ nặng rồi. Nó không đủ nặng để nó làm cho cái đó nó ấy xuống. Vậy là cái con này thật ra là cái con này rất là nặng luôn, kim loại, cho nên là nó mới đủ sức để làm cho cái này nó ấy xuống. Nó đang đứng vậy nè, cái này ấy xuống vậy để cho lòi con cái bè ra. Ừ, nhìn nhẹ rồi. Hai chiếc xe lụt rồi, thử rồi. Ồ, cũng không xì dê gì luôn. Hai chiếc xe này cũng nhẹ quá cho nên là không bằng cái con Paw Patrol. Mấy chiếc. Wow. Hello. Tràn vàng quá rồi. Sao Chloe đẩy như kỳ vậy? Làm lại coi. It's okay, I think it's so strong. I'm so strong. Beep beep beep. Beep beep beep. No. Beep 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 beep. Hey, she's there, are you? Okay. Beep 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 beep. I'm yellow. Em mày chó tóc xé đó. About this one. Không, ở đó đâu có được, hết chỗ đậu rồi cơ. Thôi bây giờ vậy là đủ rồi đó. Rồi coi như là bữa nay Chloe review cái món đồ chơi này là tới đây là cũng là sắp hết rồi đó. Đâu bây giờ con chỉ cho mấy bạn coi bây giờ mình đóng cái mình làm lại thành cái xe sao đâu, mình chơi xong mình dẹp gọn vô làm sao đâu. Chưa chịu dừng nữa hả? Chưa chịu đóng xe lại nữa. Bây giờ là Chloe xếp một hàng dài xe vậy đó hả? Để chuẩn bị chơi cái trò gì nữa đâu, con chơi cho mấy bạn coi. Con chơi trò này sao, phối hợp với mấy cái xe này con chơi sao? Green first, it's here. Wow, rồi chiếc tiếp theo. Rồi chiếc tiếp theo đi. Wow, rồi chiếc tiếp theo. Tiếp theo.
xe nặng lắm nha. Có mấy bánh xe nữa hả? Đâu rồi mẹ coi coi. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi xe tới rồi, xe chạy sao rồi? Rồi xe chạy sao? Ôi cái nắp xe bị mở ra rồi kìa. Rồi đẩy rồi xe chạy ngon lành không? How about this one? Rồi chút nữa cho mấy bạn coi mấy cái xe pop. Mấy cái con muscle của con. Rồi đâu đẩy xe coi xe chạy sao đâu. Xe chạy được không? Wow. Hay quá. Đâu đẩy xe chạy xong rồi mở nắp nó ra ha. Để anh à bỏ nó vô cấp ha. Ok. Rồi mình dẹp gọn vô đâu. Dẹp gọn vô đâu đâu. Rồi mình để gọn vô. Để gọn vô tường à, cẩn thận coi chừng té. Rồi để gọn vô đi con. Rồi ở đây mình có nữa nè. Ồ hôm nay để gì đây, để gọn mấy cái xe đó vô đi. Hôm nay là xe gì đây? À, con bộ sưu tập nha. Con để gọn xe kia vô kìa. Muscle in there. Oh, đâu muscle đó? Đây, ah, beep beep. Bup, bup. Đâu, đưa mẹ lấy muscle ra mẹ coi coi. Wow, muscle hả? Đây, chiếc này là chiếc muscle. Wow. Đâu chơi làm sao đâu? Đứng ở trên cái thang chứ đúng không? Có cái thang kìa, mẹ thấy có cái thang kìa, kéo cái thang ra để chữa lửa. Kéo cái thang chữa lửa kìa, thang này. Không chữa nữa, có lửa cháy bẩn kì. Ờ, có lửa cháy. Rồi, giả bộ có lửa cháy đi rồi. Mà xịt nước
rồi xong dài. Xong dài đó hả? Ok. Cảm ơn cô bác sơ nha. Ok. You're welcome. You're welcome. Bye bye. Xe gì không có xe gì nữa. I got cheese. Rồi, cheese. Đây nè, còn cheese nè đúng không? Đây cheese. Cheese. Đâu cheese chơi sao rồi cheese chạy tới hả? Cheese. Wow, đẹp quá. Hai xe luôn. Marshall and cheese. Hai đẩy nhau luôn. Rồi đẩy nhau luôn. Đây cheese nè. Đèn đỏ ngừng lại. Ok, rồi có vụ đèn đỏ ngừng lại đó hả? Ok. Rồi. Rồi green light. Yellow light means slow. Ok. Rồi còn có gì nữa? Còn có sky nữa. Đây, sky. Wow, where's sky? Where's sky? Mommy, where's sky? There. Okay. Where? Rồi, sky. Chiếc này là chiếc sky đó. Cái này không phải chiếc sky đâu. Cái này chiếc helicopter mà. Ok, nhưng mà tên là sky. Trong bộ sưu tập Paw Patrol đúng không? Bà sky đâu rồi? Bà sky đâu rồi? Nó đâu? Không biết. Chloe review tổng cộng là 4 chiếc. À đến đây là kết thúc rồi. Rồi Chloe chào mấy bạn đi con. Sao mất à? Sao buồn hiu vậy? Nó muốn ở đây. Ông muốn quay phim tiếp. Quay phim tiếp hả? Phải có thêm đồ chơi mới quay phim tiếp được. Mà bây giờ con chào mấy bạn đi rồi hẹn gặp lại mấy bạn tuần sau. Mình sẽ có đồ chơi nữa, mình quay nữa, ok? Mình quay cho mấy bạn coi nha. Chào mấy bạn đi. Chào mấy bạn. Okay. Chừng lập gài mấy bạn đặt sau Paw Patrol nữa nha. Ok, thì mấy bạn đăng ký kênh Chloe Entertainment Channel. Chloe's Entertainment Channel. Ok, hãy đăng ký kênh của Chloe's Entertainment Channel để theo dõi các video mới mỗi thứ tư hàng tuần. Cái giá của cái sản phẩm thì tôi sẽ để trong cái diễn giải, cái description của cái kênh YouTube Chloe's Entertainment Channel nha mọi người. Vô trong đó để coi giá của cái chiếc Paw Patrol này nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần sau. Bye bye các bạn con. Bye bye các bạn. Ủa, bye bye các bạn, không nhìn các bạn gì hết. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại thứ tư tuần sau. Thứ tư tuần sau.